Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Euro bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Các tín đồ bóng đá không chỉ đam mê đá bóng và xem đá bóng, họ còn nóng lòng theo dõi những tin tức về các trận bóng. Vì vậy Mr. Euro chính là nơi lý tưởng để bạn thỏa mãn đam mê của mình. Đừng quên theo dõi Euro thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe channel của tụi mình nha. Xin chào. Dù ở bất kỳ phương diện lĩnh vực nào, mục tiêu mà chúng ta muốn là đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên để đi đến thành công thì thất bại là điều khó tránh khỏi. Thành công càng dễ dàng thì thất bại càng nặng nề. Mỗi một thất bại là đánh dấu của một sự thành công. Thất bại trong hiện tại có thể giúp bạn thành công hơn trong tương lai. Và bóng đá cũng không ngoại lệ. Cùng xem cách các siêu sao top cầu đứng lên từ nỗi đau thất bại để tiến đến đỉnh cao vinh quang. Có lẽ đến tận bây giờ, người hâm mộ bóng đá nói chung và fan Messi nói riêng, không ai có thể quên những giọt nước mắt của Messi sau hai lần thất bại tại trận chung kết Copa 2015 và 2016. Đó là những khoảnh khắc đau khổ nhất của Leo và cũng là khoảnh khắc ám ảnh nhất với hầu hết người hâm mộ. Không chỉ rơi nước mắt lần ấy, Messi còn tuyên bố chia tay luôn sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo Labi Anceleste. Lời giả từ của Messi tạo thành cơn địa chấn đối với bóng đá thế giới cho đến khi người hâm mộ Argentina thỉnh cầu anh trở lại. Cùng với khát khao có được danh hiệu vô địch quốc tế đầu tiên cùng Argentina đã thôi thúc đội trưởng số 10 tiếp tục cống hiến. Chúng ta có thể thấy sự cố gắng của M10 tại giải Copa America vừa qua. Và khi tiếng còi báo hiệu trận chung kết Copa America 2021 giữa Argentina và Brazil vang lên, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt Messi. Nhưng đó không phải giọt nước mắt đau khổ mà là nước mắt hạnh phúc. Messi cùng Argentina đã vô địch Copa America. Sau những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi ở Maracana, Messi bước lên bục nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất và vua phá lưới Copa America 2021. Hành trình này của M10 không may mắn, anh tự đi bằng chính đôi chân của mình, gánh toàn bộ đội tuyển và được tất cả hỗ trợ để thành công. Giọt nước mắt của em Pulga vừa hạnh phúc, vừa là sự giải tỏa, vừa là sự biết ơn đến tất cả những người xung quanh, những người đã hô vang Messi, Messi khi ăn mừng chức vô địch. Sân Ludniki ở thành phố Moscow lạnh giá được UEFA lựa chọn là nơi tổ chức trận chung kết Champions League 2008 giữa MU và Chelsea. Cristiano Ronaldo khiến cả cầu trường vỡ òa bằng cú đánh đầu tung lưới chết. Khi đồng hồ trôi về những giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, Frank Lampard đã chọc thủng lưới Manchester United trong sự bất lực của thủ thành Edwin van der Sar. Chelsea và Manchester United lôi nhau vào cuộc hành xác mang tên hiệp phụ. 4 phút trước khi hiệp phụ thứ hai kết thúc, một cuộc cãi vã nổ ra. Trong lúc giằng co, Vidic đẩy Drogba một cái. Đó là hành động không đẹp, nhưng cũng rất bình thường trong bóng đá. Tuy nhiên, voi rừng đã đáp trả người trung vệ Serbia bằng một cái tát, hay có thể gọi là một cái vỗ nhẹ lên mặt Vidic. Đem đuổi thay, trọng tài đã đứng quá gần và chứng kiến toàn bộ. Không một chút do dự, vị vua áo đen rút tấm thẻ đỏ trực tiếp. Didier Drogba cúi đầu rời sân và kết cục Chelsea đã để tuột chiếc cúp vô địch sau khi thua MU trên chấm luân lưu sau cú trượt chân đi vào lịch sử của Terry. Nhưng kẻ tội đồ thực sự không ai khác chính là Didier Drogba. Nếu anh ta còn trên sân, người thực hiện quả đá cuối cùng chắc chắn không phải Terry. Mãi đến 4 năm sau, cũng trong trận chung kết, Chelsea bị Bayern Munich dẫn 1-0 suốt 88 phút và chỉ có bản lĩnh, tài năng của Drogba mới tạo nên điều kỳ diệu. Anh ghi bàn gỡ hòa một đều từ pha đá phạt góc của Juan Mata bằng pha đánh đầu đẳng cấp. Một pha đánh đầu mang thương hiệu Drogba, dũng mãnh và chuẩn xác. Sau đó chính voi rừng sút thành công quả phạt đền cuối cùng. Đêm Munich huyền ảo ấy, Chelsea lên ngôi vô địch
lịch sử không nợ The Blues chiếc cúp nào, nhưng Drogba thì có. Và trong khoảnh khắc bóng nằm gọn trong lưới của Neuer, món nợ ấy đã được thanh toán cả vốn lẫn lời. Thất bại trong trận chung kết Euro 2004 đã khiến Ronaldo khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh khóc trong sự nuối tiếc cho những cơ hội bị bỏ lỡ. Anh khóc cho giấc mộng vô địch của đất nước và chính bản thân anh. Và cho đến tận bây giờ thì hình ảnh Ronaldo khóc trong trận chung kết Euro 2004 đã trở thành một phần lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha. 12 năm sau, tại Stade de France, cũng trong một trận chung kết Euro, Cristiano Ronaldo lại rớt nước mắt. Lần này là những giọt nước mắt sợ hãi. Tài năng trẻ ngày nào đã trở thành trụ cột của đội bóng mang tên Bồ Đào Nha. Anh rời sân vì chấn thương chưa thể xô đổ kỷ lục của huyền thoại Michel Platini. Anh rời sân khi cả một nền bóng đá với hàng triệu con tim đang trông chờ vào sự tỏa sáng của cá nhân anh. Ronaldo sợ rằng sự vắng mặt của anh một lần nữa khiến nỗi đau xảy đến với bóng đá Bồ Đào Nha. Và sau hơn 100 phút giằng co giữa hai đội, ngay khi nhiều người bắt đầu nghĩ về một màn đối đầu penalty, thì cầu thủ vào thay người bên phía Bồ Đào Nha, Eder, đã khiến cho người Pháp phải ôm hận bằng một pha xử lý quyết đoán và một cú dứt điểm tầm thấp cực mạnh. Khi người Pháp khóc, Ronaldo cũng rơi những giọt lệ, nhưng nó không còn là nỗi bất hạnh hay lo sợ nữa. Lần này anh cũng đã hiểu thế nào là cảm xúc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, trong ngày bóng đá Bồ Đào Nha làm nên lịch sử. Ở mùa giải 2019-2020, hậu vệ Thiago Silva cùng huấn luyện viên Toko vào chung kết cùng PSG, nhưng thất bại trước Bayern Munich 0-1 chung cuộc và số phận đùn đẩy họ tái ngộ tại Chelsea. Để rồi từ những kẻ bị Paris Saint-Germain đá không thương tiếc, họ tiến đến chung kết Champions League 2020-2021. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz đem về danh hiệu lần thứ hai trong lịch sử The Blues. Trong màn ăn mừng trước vô địch, huấn luyện viên Tuchel và Thiago Silva ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào xúc động. Điều đáng nói, hình ảnh hai thầy trò Tuchel ăn mừng trước vô địch năm nay chẳng khác gì nỗi buồn thua trận một năm về trước. Tuy nhiên, cảm xúc của cả hai chắc chắn đối lập hoàn toàn với niềm vui sướng khi lần đầu tiên giành ngôi vương C1. Còn nhớ Thierry Henry đã cùng Arsenal vào chung kết Champions League 2006, nhưng lại thua ngược Barca 2-1. Thất bại ấy được xem là dấu mốc để Henry cảm thấy Arsenal đã đạt điểm tới hạn khả năng và đã sắp đến lúc anh ra đi. Hè 2007, Henry quyết định chia tay Arsenal, khép lại 8 năm gắn bó để chuyển sang Barca, đội mà anh tin sẽ giúp hiện thực hóa giấc mơ vô địch Champions League. Giấc mơ đó đã đến trong mùa 2008-2009, khi đó Barca đánh bại MU với tỷ số 2-0. Trong trận chung kết Champions League 2018 giữa Liverpool và Real Madrid, phút 26, Salah có pha va chạm với trung vệ đội trưởng Sergio Ramos của Real. Rồi người ta nhìn thấy những giọt nước mắt của Salah khi anh rời sân. Chắc chắn những giọt nước mắt này sẽ ám ảnh trong tâm trí những người hâm mộ Liverpool. Những giọt nước mắt đó không phải là những giọt nước mắt của sự đau đớn, mà nó là một sự bất lực vô bờ. Liverpool sau đó đã phải ngậm ngùi nhìn Real nâng cao chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên, ngay ở mùa giải sau đó, trong trận chung kết với Tottenham, chính Salah đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Cuối cùng, sau lần lỡ hẹn vào năm ngoái, Salah và các đồng đội cũng đã được nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League 2018-2019. Và siêu sao người Ai Cập có thể quên đi ký ức buồn tại Kiev với Sergio Ramos. Tiền đạo Luis Suarez đã từng không kìm được nước mắt khi phát biểu trong buổi họp báo chia tay Barcelona. Tiền đạo Uruguay đã bị Barca run rẩy và sau đó anh đến khoác áo Atletico. Việc này không nằm trong kế hoạch của Barca, nhưng đó là một quyết định đã khiến đội bóng này vỡ mộng vô địch La Liga. Và chính Suarez đã giúp Atletico vô địch La Liga tuyệt đối hơn Barca 7 điểm chung cuộc. Lewandowski đã có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp danh giá khi cùng Dortmund góp mặt trong trận chung kết năm 2013. Đối thủ của họ trong trận tranh ngôi vô địch không ai khác chính là đội bóng đồng hương Bayern Munich. Nhưng Bayern đã giành quyền nâng cúp vô địch.
Một năm sau trận chung kết tại Wembley, chân sút người Ba Lan từ chối gia hạn hợp đồng với Dortmund để trở thành người của Bayern Munich. Mãi cho đến mùa 2019-2020, hùm xám Bayern Munich mới giành chức vô địch C1. Quá vui mừng với danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, ngôi sao người Ba Lan Robert Lewandowski thậm chí còn ôm khư khư chiếc cúp vô địch ngay cả lúc đi ngủ. Có thể nói rằng vượt qua nỗi buồn thất bại và chứng minh được giá trị của mình, đó mới là nhà vô địch đích thực trong bóng đá. Bạn nghĩ như thế nào về cách những người hùng của làng Túc Cầu đứng lên và kiên cường chiến đấu sau thất bại để mang về vinh quang cho bản thân cũng như đội bóng? Hãy để lại bình luận chia sẻ quan điểm của bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.